Khui bánh nướng kinh đô nào. Quá trời to. Hai trứng. Luôn rất là ngon. Có xanh ở đấy rồi mẹ anh. Mẹ phải làm sao đây? Đấy, ướt hết quần mẹ rồi, con da con lứa này. Thôi. Đấy, giúp cho nó. Ngọt đấy. Muối cho đỡ ngọt. Thank you.
Ơi. Chia tay á. Ăn một tí đi cho nó giận hờn à. Đánh mẹ á? Hư quá, đánh mẹ rồi. Thôi là đi chơi gì? Đi đi đi. Cho con ngồi xe chứ không á. Ngồi đất nó bẩn lắm luôn ạ.
còn từng đấy thuốc đem giả bác ấy đi. Từ sau không uống thuốc của bác ấy nữa, thuốc bệnh viện thôi. Bốn viên. Ơ này bỏ ạ. Lấy 3 viên lành này. Bố con mày chẳng biết giữ gìn. Tiền. Dùng thuốc nhiều cho nó hại người. Cái chai màu vàng lại đâu rồi? Của bà này 300.000 cái lọ này rồi có uống không?